mùa thi đại học lên các diễn đàn ôn tập về tiếng Anh mới thấy là trời ơi đa dạng vô cùng. Và các lời khuyên của các sĩ tử dành cho nhau luôn là: chúng mày ơi khoanh bừa đi, chúng mày ơi chọn cái nào mà thi như kiểu là tung cái xúc sắc á, là nếu mà nó rơi vào cái nào thì sẽ khoanh cái đó. Và với cái việc là khoanh bừa như vậy á, đến lúc mà nhận điểm thi thì bố mẹ ngỡ ngàng nhận ra rằng con mình rơi vào điểm liệt, bởi vì không phải lúc nào á cái việc khoanh bừa cũng có thể tâm linh giúp cho bạn vượt qua được cái vòng tiếng Anh sinh tử. Mà lúc đó thì bố mẹ mới lại chợt suy nghĩ là: trời ơi, tại sao với những cái tiếng Anh cơ bản như thế này mà mình không cho con học tiếng Anh từ nhỏ đi. Và vì thế Pantado sẵn sàng có thể hỗ trợ các bố mẹ để giúp cho các con tránh cái tình trạng khoanh bừa đó, bằng việc ngay từ khi mà các con còn nhỏ có thể lựa chọn cái việc học tiếng Anh một cách đơn giản, dễ dàng và tích cực, và cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều thời gian hoặc là công sức, mà con vẫn có thể dễ dàng tham gia các cái lớp học tiếng Anh online 1:1. Và hiện giờ ở Pantado đang có chương trình học thử miễn phí dành cho cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các bố mẹ thì hãy đăng ký tham gia ngay ở dưới link này để giúp cho các con sẵn sàng chuẩn bị cho những mùa thi mà không cần phải bối rối hỏi nhau là khoanh bừa, với cả khi nhận bài thi thì ối giời ơi bị điểm liệt. Các bố mẹ sẽ nhanh tay đăng ký ngay nhé. Và chúng mình thì sẵn sàng chờ đón để có thể hỗ trợ giúp cho các bạn vươn tới những vì sao.